hàng hiệu Grand Marina Sài Gòn đã ra mắt đợt 2 tại Việt Nam và tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường. Tuy mức giá đắt đỏ và xô đổ mọi kỷ lục về giá nhà chung cư từ trước tới nay, nhưng giá bán của căn hộ hàng hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được cho là thấp hơn hoặc tương đương với các dự án căn hộ hàng hiệu tại Singapore, Bangkok. Ở Bangkok, bất động sản hàng hiệu cũng đang có giá bán là khoảng 17.000 đô la Mỹ một mét vuông, tức gần 400 triệu đồng. Còn ở Singapore, có giá khoảng 22.000 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương hơn 500 triệu đồng một mét vuông. Các chuyên gia đánh giá, phân khúc này vẫn tìm được nhóm khách hàng riêng. Cái giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã lên đến một cái con số mà chúng tôi thấy rằng không thể tưởng được so với trước đây. Trong cái phân khúc bất động sản cao cấp thì có một cái phân khúc nhỏ trong đó là bất động sản hạng sang và siêu sang. Đó chính là bất động sản phân khúc bất động sản hàng hiệu. Và cái phân khúc này mặc dù nhỏ nhưng nó có giá trị rất lớn bởi vì nó đáp ứng cái nhu cầu và cái khả năng thanh toán phải nói rằng rất lớn của cái nhóm người giàu và rất giàu cũng như các nhà đầu tư nước ngoài người ta đến và làm việc tại Việt Nam. Cho nên bất động sản hàng hiệu chắc chắn có đáp ứng được nhu cầu thực của thị trường. Cái sản phẩm mà nó hiếm, độc lạ về vị trí trung tâm, về vị trí, về kiến trúc, về mức độ xây dựng, về không gian cảnh quan, về quản lý vận hành, về uy tín chủ đầu tư, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái nơi mà đẳng cấp đáng sống để cho giúp cho các cái giới siêu giàu.